Mà chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập như này, làm cái bài là thầy mà đây thầy đưa cho các bạn cái bài một cái chương trình hoàn chỉnh như thế này nhé. Vì chúng ta sẽ đọc kịch bản, sau đó sẽ cùng chúng ta cùng phân tích thiết kế và sau đó sẽ làm bài đó nhé. Đây, tức là cái bài này là như này nhé. Thầy mà mô tả cho các bạn xem cái kịch bản nhé. Tức là khi bắt đầu chương trình, khi chúng ta bấm đây này, bây giờ đọc lần cho ra cùng mô tả nhé. Bấm space để bắt đầu chương trình. Khi bắt đầu chương trình ấy, thì em bé sẽ luôn chạy từ trái sang phải. Màn hình góc cạnh thì là bật trở lại và cứ chạy từ trái sang phải, từ phải sang trái. Đó, em bé sẽ chạy như thế nhé. Em bé sẽ chạy từ trái sang phải, từ phải luôn luôn chạy như vậy, không bao giờ dừng. Rồi tiếp theo, từ phía trên màn hình sẽ rơi xuống các cái cục vàng, cục vàng đi, hình như thế này, cục vàng rơi xuống ngẫu nhiên và có cái hình dạng to nhỏ khác nhau, rơi xuống ngẫu nhiên nhé. Nhiệm vụ của em là điều khiển cái em bé này để bắt được các cục vàng này, nhận được cục vàng này càng nhiều càng tốt trong thời gian là 120 giây. Nhé. Thì em điều khiển như sau nhé. Em điều khiển bằng em bé là bằng cách là bấm phím phải, trái hoặc phím lên. Bấm phím trái thì em bé sẽ quay sang bên trái, chạy sang bên trái. Bấm phím phải, em bé sẽ quay sang bên phải, chạy về bên phải. Bấm phím lên, em bé sẽ nhảy lên. Nhưng sau đó sẽ bị hút xuống bởi trọng lực. Nhưng mà bài này là có dùng trọng lực nhé. Đó, nếu chạm được cục vàng, em bé sẽ lập tức ôm cục vàng và chạy về góc phải dưới và thả ra để góc phải dưới như thế này và lại chạy đi. Chúng ta lại sau đó chúng ta lại điều khiển em bé để tìm cục vàng khác để nhặt để đưa về. Thì mỗi nhặt cục vàng sẽ em sẽ được thưởng một cái khoản một cái điểm bằng số cái kích thước của cục vàng đó. Cục vàng ban đầu rồi là 100, nó là 100%, nhưng nó có thể nó to nhỏ khác nhau, chúng ta có thể cho nó các cái kích thước khác nhau. Và kích thước càng to thì cái điểm số em đạt được càng nhiều, gọi là tiền. Thì bắt đầu tiền lâm bằng không và trò chơi sẽ kết thúc sau 120 giây. Thì khi kết thúc thì ai mà đạt được nhiều tiền nhất thì người ấy là thắng. Các bạn đã hiểu chưa, hiểu kịch bản chưa? Tức là chúng ta phải đọc kỹ kịch bản. Rồi khi hiểu kỹ kịch bản rồi, chúng ta bắt đầu thiết lập các cái nhân vật và bắt đầu thiết kế trò chơi, thiết kế phần mềm. Thì hôm nay thầy cùng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế từng bước một theo kịch bản nhé. Đấy. Chúng ta làm từng phần. Nguyên tắc là như này, chúng ta đọc kịch bản này, sau chúng ta hiểu kịch bản, sau đó chúng ta thiết kế nhân vật, và khi đã hiểu hết rồi thì chúng ta xác định xem là chúng ta sẽ định dùng công nghệ nào, dùng cách nào để chúng ta lập trình. Khi đã có công nghệ rồi thì chúng ta bắt đầu bước vào cái việc là thiết kế các cái biến nhớ để mà sử dụng trong chương trình. Sau đó chúng ta thiết lập các cái nguyên tắc, các cái gọi là các cái hoạt động của các nhân vật thông qua những cái gọi là thông điệp, tức là khi bắt đầu thì như thế nào, khi bấm space thì ra làm sao và bắt đầu điều khiển như thế nào, mà chúng ta lập trình dần cho đến khi mà làm xong bài toán là xong. Được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy các bạn đọc kỹ chưa? Cùng một thầy đọc kỹ lại nhé. Để nhấn lại lần nữa này. Khi bắt đầu chương trình, em bé sẽ đứng ở góc bên trái như thế này. Và khi bấm space, em bé sẽ bắt đầu chạy, luôn chạy. Trong suốt trò chơi em bé luôn chạy nhé, chạy từ trái sang phải, học cạnh thì quay lại. Cứ thế chạy qua lại này, trừ khi chúng ta can thiệp vào, chúng ta bấm phím lên thì em bé nhảy lên, sau đó bị rơi xuống bởi lực hút trọng lực của đất. Khi chúng ta bấm phím trái, em bé sẽ quay sang trái, bấm phím phải để quay sang phải. Như vậy em bé sẽ chuyển động theo cái điều khiển của chúng ta, nhưng mà luôn luôn chuyển động. Thì mục đích của chúng ta là gì? Khi mà bắt đầu trò chơi, khi bấm space bắt đầu trò chơi thì trên trời sẽ luôn rơi xuống các cái hòn này. Cục tiền này mà nó là hình thù, nó là ngẫu nhiên, nó là to nhỏ khác nhau ngẫu nhiên, được chưa? Em bé, nhiệm vụ chúng ta là phải cho em bé lao vào cái này, vào
khi mẹ lập tức khi em bé mà gặp một cái hòn đá, em bé sẽ ôm lấy cục tiền và em bé nhảy xuống và chạy ra góc phải và thả ra. Mà chú ý quan trọng là tại một thời điểm em bé chỉ có thể ôm được một cục vàng thôi. Tại một thời điểm em bé chỉ có thể ôm được một cục vàng. Đây chỗ này là cái chỗ mà lập trình là khó nhất đây, chúng ta phải chú ý. Như em bé đang đang ôm cục vàng, gặp cục vàng khác thì cũng không không ôm không không ôm không cục vàng khác, em bé phải ôm cục vàng nó nhảy xuống mà chạy sang bên phải, thả ra, quay lại, lúc bây giờ mới ôm mới mới là mới có quyền là cầm một cục vàng khác. Như vậy là tại thời điểm chỉ có thể là cầm một cục vàng mà thôi, được chưa? Rồi thì chúng ta làm những việc trước, cho chúng ta là những việc đơn giản trước là chúng ta sẽ thiết kế nhân vật là cùng của em bé, đúng không? Em bé biết chạy ở đây rồi, chúng ta sẽ tìm hình ảnh cái cục vàng, tìm tìm trên mạng thôi. Ở đây đây thì có sẵn, thầy sẽ đưa vào, còn các bạn ở nhà các bạn có thể tìm hình ảnh bất kỳ nhưng mà hình dáng giống như này, nó ná như này, và ta cho nó cục vàng bắt đầu nó to giữa hình này nhé. Rồi chúng ta làm thử nhé. Bây giờ thầy làm đầu tiên, chúng ta làm bước 1 là thầy cùng các bạn sẽ tạo ra hai nhân vật chính của chương trình là em bé và cục vàng. Rồi chúng ta tìm này, em bé chúng ta lấy từ trong sách của chương trình. Được chưa? Đấy. Chúng ta tìm em bé là từ ở đây đúng không? Đấy. Ồ, đâu có nhỉ? Em bé là ai nhỉ? Bây chúng ta đây này, cái bé này là đúng nhỉ? Không phải. Tìm những người có thể chạy được cơ. Thì tìm cùng các bạn nhé. Đấy. Đây bé này. Cái nhân vật này là giờ cái bản scrap 3 này nó bị lỗi. Nó bị lỗi đấy. Nhá. Nó như thế này này. Bé đây này. Thế đây chỗ này là đúng cái này, chỗ hai cái này là hai cái đầu là bị lỗi này, cái này bị lỗi này, thì chúng ta sẽ xóa hai cái này đi là sẽ được nhé. Xóa này, xóa đấy, đúng đấy, đúng rồi này, được chưa? Đấy, nhưng mà là em bé rồi nhé, bây giờ chúng ta sẽ xóa cái con mèo này đi này, xóa mèo này đi, em bé sẽ ở đây. Bây giờ thầy sẽ chọn em bé ở cái size nó nhỏ nhỏ lại thôi, ví dụ size là 60 chẳng hạn, đấy thế là vừa nhé. Rồi em bé sẽ ở vị trí này, ban đầu là vị trí này chẳng hạn. Chúng ta sẽ vẽ một cái nền đất, chúng ta sẽ vẽ sau. Bây giờ thầy tìm cho thầy tìm cái file cái hình ảnh đây, thì có sẵn hình ảnh đấy rồi, cục vàng đây rồi nhé. Cục vàng này là to quá, bây giờ thầy sẽ cho nó nhỏ nhỏ lại, hơi to quá, lên là 100%, thầy cho nó bé lại bằng 1/3 cái này thôi. Đây thầy cho nó nhỏ lại, thế này là vừa đúng không? Hơi to quá, lúc này to nhỏ khác nhau, đây là to nhất rồi. Rồi thế là vừa nhé. Rồi thế này là 100%, mình phải chuyển nó vào tâm tâm của cái. Rồi như vậy đây là cái vị mèo, tức là cái này là cái cục vàng đây. Bây giờ thầy sẽ làm tiếp tục là thầy vẽ cái nền, vẽ cái đất như này, đất như này nhé. Đây bây giờ thầy sẽ vẽ cái đất là để mô tả xong cái đây nhé. Bây giờ thầy sẽ dùng cái màu này nhé, này rồi màu này online. Cho trùng một này luôn, trùng nhau luôn. Ở đây nhé. Chọn màu này. Không vào đây được. Thầy vẽ ra sẵn một cái gì đó đi. Cái có cái màu fill rồi thầy lấy màu. Ừ, thì cũng được. Thầy muốn vẽ một cái đường thẳng trước hay không cần vẽ đường thẳng nhỉ? Đây. Thì dùng cái này thì
Hay đây không cần thầy vẽ cái này. Để thầy tìm nhé, hay là thầy vẽ bằng cái hình này. Hình này nè. Hình này cái outline để cho nó rộng không có gì cả. Fill là cái này nhé. Fill là cái này rồi. Bây giờ thầy vẽ ở đây thôi. Không quan trọng lắm. Đấy. Nhá. Đấy. Được chưa? Thế thì cái người này nó sẽ ở đây. Rồi, được chưa? Đấy, thì đại khái như thế nhé. Như vậy người bé này sẽ chạy luôn từ phải sang trái và trái sang phải nhé. Đây, chạy. Rồi thì chúng ta cùng nhau phân tích này là sẽ làm như thế nào này. Thì đây là vị trí ban đầu của em bé. Em bé khi bắt đầu vào chương trình. Như vậy là chương trình sẽ gồm có hai bước. Bước một là sau khi mà chúng ta nháy vào cái nút nút lá cờ thì chương trình thiết lập các thông số ban đầu cho cái phần mềm, và khi bấm space thì mình bắt đầu gửi thông điệp start để bắt đầu trò chơi. Còn trước mắt chúng ta làm như này đó. Như vậy khi bắt đầu chương trình em bé sẽ ở vị trí này, thì chúng ta chọn luôn cho nó dễ nhé. Em bé sẽ ở vị trí này. Đây, em bé sẽ ở vị trí đây, đang vị trí đây là -6:45, được chưa? Ở đây ta đang ở đây chứ. Em bé là đây là đang là -193778, được chưa? Vậy em bé sẽ như thế này. Em bé sẽ đây, em bé sẽ ô tô vào cái vị trí đó, vị trí ban đầu mà nhé. Và em bé sẽ như sau. Chúng ta cho mặc định em bé sẽ quay về hướng bên phải. Đó là mặc định nhé, ban đầu là như thế. Còn còn cái cục vàng thì cũng như vậy, chúng ta thiết lập là ban đầu nó sẽ ẩn đi và nó sẽ chúng ta cho nó vào vị trí là 00 đi. 00 nhé, nằm ở giữa màn hình và nó ẩn đi. Và nó ẩn đi. Thì đó là những thiết lập ban đầu của hệ thống. Đó. Được chưa? Thì bắt đầu là như thế. Bây giờ chúng ta theo đúng đúng cái kịch bản, chúng ta thiết lập một cái tham số có tên là tiền nằm ở vị trí này nhé. Chúng ta tạo một cái tham số có tên là tiền. Tiền. Một cái thông số để mà tính cái số tiền thì bắt đầu của nó là bằng 0, được chưa? Thì chúng ta có thể thiết lập như thế này, có thể thiết lập ở đây cũng được hoặc ở trên sân khấu cũng được. Chúng ta thiết lập là set cái tiền này này nó bằng 0. Rồi. Và cho nó hiện ra trên ở đây. Đấy, như vậy là khi bắt đầu thì là nó như thế này. Nha. Và khi bấm space thì nó bắt đầu là nó di chuyển. Chúng ta có thể lập trình riêng cho từng nhân vật riêng ở những phần độc lập, cho em bé này, cho cái cục vàng, và chúng ta sẽ liên kết lại với nhau. Về mặt kỹ thuật thì chúng ta thấy rõ rồi là cục vàng muốn hiện nó rơi xuống nhiều như vậy thì chúng ta phải dùng gì? Dùng clone để mà điều khiển cục vàng. Như vậy cục vàng sẽ phải có một cái biến nhớ là biến riêng là ID. Chúng ta tạo luôn cho nhá. Đây, chúng ta tạo một cái biến nhớ riêng cho cái cục vàng là biến nhớ là ID. Được chưa? Anh như vậy ID bằng 0 là cục vàng mẹ. Còn ID lớn không là các clone. Tạm thời như vậy nhé. Đấy. Thì chúng ta thiết lập luôn là đây là khi bắt đầu chương trình, khi nháy vào nút là lá cờ thì đặt ID bằng 0, đó là đang điều khiển cục vàng. Được rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu này. Nhá. Tất nhiên là cái nơi mà điều khiển toàn bộ là gì? Là sân khấu. Chúng ta bấm vào sân khấu, được chưa? Rồi, sân khấu nhá. Sân khấu thì cần có một cái biến thời gian, và tất nhiên là khi chúng ta nháy chuột chúng ta bấm phím space. Đây, để chúng ta đang lập trình trên sân khấu nhá. Khi bấm phím space thì sẽ bắt đầu chương trình. Bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ gửi thông điệp start. Đó là cái mặc định là không có gì dễ dàng rồi, đúng không? Như vậy cái dòng thông tin đầu tiên là chính là cái đây start nhé, để bắt đầu
bắt đầu trò chơi. Đấy. Và khi bắt đầu trò chơi thì sẽ bắt đầu đếm, thời gian bắt đầu đếm, và sân khấu sẽ là cái nơi đếm. Thì chúng ta tạo một cái biến là biến thời gian, biến time mà nhé, biến time để mà ta đấy, được chưa? Biến time này nó không hiện ra trên màn hình. Đấy. Khi mà bắt đầu đây, khi mà nhận thông điệp start thì đồng hồ bắt đầu đếm, được chưa? Là chúng ta có thể làm như sau này, khi người dùng bấm vào cái nút này này, bấm vào cái lá cờ thì ta thiết lập thời gian bằng không nhé. Thôi không cần phải UI con thế đâu, bằng không, được chưa? Khi bấm space thì người start ở đây nhá. Rồi còn khi bắt đầu start thì đồng hồ thời gian bắt đầu đếm. Nha, chúng ta làm đơn giản. Thế theo đầu bài là chúng ta cần phải đồng hồ chương trình sẽ dừng sau là 120 giây. Mà chúng ta lập trình này chúng ta biết rồi, rất đơn giản. Chúng ta làm như sau. Chúng ta cho một cái vòng lặp mà đây, repeat until, đúng không? Đây. Dừng chương trình khi mà thời gian vượt lên quá 120 giây. Chúng ta làm như này. Lớn hơn, đúng như lớn hơn. Đây là phần dễ, tôi làm trước nhé. Đây là cái đồng hồ thời gian đây. Đồng hồ thời gian là như thế này. Đó. Thì đồng hồ nó đếm sau là cứ nó sẽ quay sau 1 giây. Cứ mỗi 1 giây là nó sẽ tăng thời gian lên 1. Như vậy sau đúng 20 giây. Nó là change time by 1. Được chưa? Đó. Đây là bộ là sân khấu nhé. Sân khấu đây. Đấy, như vậy là khi mà kết thúc và khi mà khi mà đối đếm, khi mà thời gian lớn hơn 120 thì nó dừng lại. Từ đây là kết thúc chương trình. Chúng ta sẽ lập trình sau phần đó nhé. Đấy, như vậy đây là cái phần mà chúng ta thấy rõ rồi. Đấy. Được rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào những cái phần cơ bản này. Đầu tiên chúng ta lập trình trước cho em bé là chúng ta cho em bé là chạy. Được chưa? Chạy, và chúng ta điều khiển em bé bằng các phím lên, phím phải, phím trái, và em bé sẽ phải chịu tác động của hố trái đất. Chúng ta phải dùng cái biến là gravity như bình thường nhé. Rồi chúng ta làm lập trình phần đó nhé. Đây, thì đây là bắt đầu là như này nữa. Chúng ta làm như sau này. Đây, thì bây giờ đầu tiên em bé khi bắt đầu start chương trình thì em bé bắt đầu di chuyển, và di chuyển vĩnh viễn luôn, đi vĩnh viễn cho đến khi mà kết thúc chương trình nhé. Được rồi, thì bây giờ làm như sau nhỉ, chúng ta làm như này nhé. Rồi để chúng ta bây giờ chúng ta bắt đầu làm luôn này. Chúng ta sẽ dùng một cái đây, chúng ta hoặc là ở đây chúng ta sử dụng khi mà kết thúc thời gian chơi thì đây có thể dùng một cái thông điệp, dùng cái lệnh là kết thúc tất cả cũng được, hoặc là dùng cái biến nhớ cũng được. Ta dùng biến nhớ cũng không sao, ta dùng biến nhớ cho nó hay nhé. Chúng ta tạm biến nhớ có tên là start nhé. Start nhé. Thì biến nhớ start này có nghĩa là như sau này, là nó bằng Tôi dùng biến nhớ stop thì hay hơn là start stop. Được. Thì là năm khi mà stop bằng 1 thì dừng chương trình, tất cả dừng chương trình, bằng 0 thì là vẫn đang dừng chương trình. Đó. Thì khi bắt đầu vào chương trình chúng ta thiết lập stop bằng 0. Làm này cứ làm cho nó cũng nhiều cái là khác nhau nhé. Đây là một cách làm. Đó. Còn ở đây khi mà đây là đồng hồ này, khi mà kết thúc chương trình thì chúng ta set stop bằng 1. Cái này nó có rất nhiều ý nghĩa nhé. Một, vậy là khi bấm nút lá cờ thì stop bằng 0, tức là chúng ta mà luôn là đang chương trình vẫn đang chạy, còn stop bằng 1 thì dừng lại. Đó, thì bây giờ ta quay ra em bé nhé. Đây chỗ này này, khi mà bắt đầu chương trình ấy, thì em bé bắt đầu chạy
chạy cho đến khi chạy liên tục cho đến khi mà dừng chương trình thôi, khi mà stop bằng 1. Chúng ta đây chúng ta làm như sau. Chúng ta có cái lệnh là repeat until đây. Đấy. Liên tục nhá. Repeat until là khi nào? Until stop bằng 1 thì dừng. Đây đúng không nhỉ? Stop, tôi không còn hiển thị trên dưới. Stop bằng 1 thì dừng chương trình. Được chưa? Em bé luôn luôn chạy về phía trước với một cái đây đấy. Một cái 5 bước và ở đây ở chỗ nào chúng ta phải đặt cho em bé cái kiểu là kiểu phải trái để nó không úp ngược xuống, đúng không? Ở chỗ này luôn chạy phía trước, luôn chạy về phía trước nhá. Đây một góc cạnh thì quay lại, chúng ta thêm lệnh nữa cho em bé chạy đi, next classroom ở đây nhé. Đó. Vậy là em bé sẽ chạy như này, luôn chạy nhé. Đấy, luôn chạy như thế. Học cạnh thì quay lại. Được chưa? Như vậy đây chính là cái phần mà là mô tả ban đầu cái bảng của chương trình đấy. Em bé là sẽ luôn luôn khi mà bắt đầu chạy, em bé luôn chạy từ trái sang phải và từ phải sang trái, mà thì học cạnh thì quay lại tùy theo hướng của mình. Đây cái phần này chính là phần mà mọi thầy mô tả, chính là cái phần này đây, phần này. Được chưa? Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ mô tả tiếp cho em bé là khi chúng ta bấm phím phải trái lên thì em bé sẽ nhảy lên. Được chưa? Cái phím phải trái thì dễ rồi, chúng ta làm ngay thôi, không có gì nhá. Đây. Chúng ta có thể làm cái bằng cái lệnh này thôi, lệnh như cái lệnh nào cũng lệnh này thì cũng được nhé. Đây. Khi mà phím phải right là phím right nhé, còn đây là phím left. Khi mà chúng ta bấm phím phải thì em bé sẽ quay về hướng bên phải. Đấy. Còn khi bấm phím trái, em bé sẽ quay về hướng bên trái. Ở đây nó là -90 đúng không? -90. Đấy. Chúng ta có thể điều khiển em bé này. Đấy, quay lại này. Đấy, chúng ta quay lại này. Chú ý nhé. Đấy, rất đơn giản này thôi. Vì sao như vậy? Vì chúng ta muốn điều khiển em bé là nhảy lên, nhảy xuống để bám vào đúng, nhảy lên để tìm đúng cái đồng tiền rơi xuống thì chúng ta sẽ thì nó bắt được đồng tiền. Nhiều cái hai cái này là dễ rồi. Chúng ta để hướng dưới hàng xuống dưới đi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu lập trình cho cái phần là rất cơ bản nữa, là cái phần gì? Là cái phần điều khiển cái tham số là gravity để em bé sẽ luôn 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 bị hút xuống đất. Chúng ta bấm phím lên, em bé sẽ đi lên. Yeah. Lên và luôn là nó sẽ bị nhảy xuống tới gặp đất thì nó sẽ đi ngang. Ở đây y là bằng -78 nhé. Yeah. Đây là dừng đây này. Vì sao dừng là vì chúng ta cho cái điều kiện là gì, là đúng hai phút thì nó dừng. Yeah. Rồi không sao, ở đây y là -78 được chưa. Rồi bây giờ thầy sẽ làm như sau. Bây giờ thầy sẽ phải có một tham số để mô tả cái mặt đất của nó. Mặt đất của em bé này chính là cái này, chính là y -78 đây. Thì chúng ta tạo một cái biến nhớ có tên là y, tên là y0 đi. Y0 là chỉ cái mặt đất của chúng ta. Thì theo đây chúng ta đây em bé đây nhé, thì đã đây là -78, chúng ta thiết lập cái y0 là -78. Cái nhỏ này rất quan trọng, chúng ta cho ngay vào đây này. Yeah. Chúng ta cho ngay vào chỗ này. Đây, ngay đầu luôn, đầu chương trình luôn. Yeah. Đấy. Rồi thì bây giờ thầy cùng các bạn chúng ta sẽ lập trình cho em bé này. Trình cho em nhảy lên này. Chúng ta tạo một cái biến nhớ là gravity. Cái phần này là phần rất quan trọng nhé. Chúng ta nhắc lại cái phần này, ta học cái bài đầu tiên, bài số 2 nhỉ, không thể không nhớ. Thì cái biến nhớ này dùng để điều khiển. Rồi chúng ta bắt đầu làm này. Nha. Yeah. Chúng ta nhớ lại một tí nhá. Nhớ lại cái đây. Thì bất khi mà start đây, chúng ta phải có liên tục những cái mà để điều khiển nhá.
Nào có thể copy cái này. Đầu tiên là cái đẹp thì nó luôn luôn là nó bị hạ xuống, luôn luôn bị hạ xuống nhé. Đây thì chúng ta làm cái này. Chúng ta nhớ lại một chút cái điều khiển. Chúng ta luôn luôn dùng lại là repeat until. Until là cái này này. Ôi giời. Until cái này này. Chúng ta có thể copy lại. Cái này có thể ta làm nhiều lần như thế nhé. Đấy. Được chưa? Rồi cái này nhé. Là trong mọi lúc, mọi nơi cho đến khi stop bằng 1 thì cái gravity luôn luôn bị giảm đi. Chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta dùng cái lệnh là change gravity by -1. Đây là một cái thông số quan trọng của cái biến gravity nhé. Luôn bị xuống. Rồi, bây giờ chúng ta làm tiếp tục một cái nữa. Chúng ta nhớ là phải có hai cái để mô tả. Đoạn lệnh mô tả là trong mọi lúc mọi nơi thì cái biến gravity nó luôn bị giảm đi. Còn biến thứ hai là bản thân em bé luôn 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 bị rơi xuống. Là chúng ta nhớ lại cái lệnh đó nhé. Em bé luôn luôn trong mọi lúc mọi nơi luôn là change E by. Đấy, change E by gì? By gravity. Chúng ta nhớ lại này. Này, mẹ này chuyện là cạnh này thì mô tả em bé luôn bị hút xuống. Khi chúng ta bấm phím lên thì ta đặt cái gravity bằng 10 chẳng hạn, mẹ sẽ nhảy lên và sau lại nó sẽ lại rơi xuống. Nhưng mà không phải rơi xuống mãi, rơi xuống khi nào mà gặp cái mục này thì sẽ dừng lại. Đó, chúng ta luôn chú ý nhé, chúng ta có một lệnh nữa đây, không phải xuống hẳn mà chỉ rơi xuống tới đây thôi. Cho nên chúng ta có một lệnh nữa để kiểm tra. Đấy, if cho vào đây. Không rơi xuống nữa mà va chạm vào color. Cái này thì sao? Đây, chúng ta dùng cái touching color. Ừ đúng rồi, chúng ta nếu mà touching color, nếu mà chạm phải cái màu này này. Đấy. Thì sao? Thì em bé sẽ không rơi xuống nữa và sẽ gì? Và set gravity by 0. Đúng, và gì nữa nào? Và gì nữa nhỉ? Và luôn luôn là phải set y trong thời gian nếu gặp bên này này. Set y 0 by 78 trừ 78. Đúng, set y 0 chính bằng là y 0 à, set y phải trên y mà là set y bằng y 0. Bằng y 0 nó sẵn mình nhớ ra vào cho nó dễ nhá. Bằng y 0. Đó, bằng y 0. Y 0 này không lắm đi. Chỉ hiện ra cái tiền thôi. Đấy. Đấy. Thì đây là cái hai đoạn chương trình để mô tả là em bé là không bao giờ bị rơi xuống đáy, mà khi nước gặp mà thắt chinh như không thì nó sẽ luôn là như thế này nhé. Đó. Trừ khi chúng ta đặt cái gravity này là mà lớn hơn không thì nó mới ấy thôi nhé. Rồi chúng ta làm tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ điều khiển cái việc là em bé nhảy lên là bằng ở chỗ này. Ta vào đây nhé. Đấy. Nếu mà người dùng mà nháy này. Nếu người dùng mà nháy phím lên up thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ thiết lập set gravity bằng 10 chẳng hạn. Nó sẽ nhảy lên. Đấy. Cứ đơn giản như thế thôi. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem nó đúng chưa nhé. Kiểm tra lại cái phần đầu tiên này. Đấy. Chạy thử này. Bắt đầu. Đấy, chúng ta có thể điều khiển. Lên này. Đấy. Lên này. Đấy. Nó cứ chạy thôi. Lên nhé. Đấy. Như vậy tới đây là chúng ta đã làm xong, đã làm mô tả xong về mặt kịch bản, xong được cái phần này. Em điều khiển em bé bằng các phím phải, trái, phím lên. Phím trái em bé quay sang trái, phím phải em bé quay sang phải, phím lên em bé nhảy lên. Sau đó bị rơi xuống mặt đất có trọng lực. Được chưa? Đó, như vậy tới đây là chúng ta đã hoàn thành được một phần của kịch bản. Các bạn nhớ là chúng ta luôn phải dựng kịch bản, mà chúng ta làm không có thể làm đồng thời, chúng ta làm từng phần kịch bản, làm tới đâu để hoàn thiện tới đó, được chưa? Đấy. Như vậy tới đây là xong cái phần đầu của chương trình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp sang phần thứ hai rất quan trọng là gì? Chúng ta mô tả cái gì? Chúng ta mô tả cái cục vàng nó rơi xuống. Rồi cục vàng khi mà chúng ta bấm space bắt đầu chương trình
Thì sao? Thì cục vàng là sẽ bắt đầu là cái cục vàng mẹ sẽ sinh ra các cái clone, và clone nó rơi từ từ trên xuống. Nhưng mà chú ý khi rơi xuống là có các kích thước là khác nhau nhé, các thứ khác nhau. Rồi, các thứ khác nhau, và lúc bây giờ bắt đầu chúng ta lập trình khó nhất đấy là em bé sẽ phải va chạm vào một cục vàng nào, sẽ ôm cục vàng đó và lập tức là nhảy xuống đi sang các bên phải và thả nó ra. Cục vàng khi rơi xuống đất thì biến mất. Đấy, thì tất cả cái đó chúng ta có thể làm. Chúng ta mô tả phần dễ nhất nhé, là phần sinh clone là dễ này, rơi xuống là dễ này, gặp mặt đất thì là biến mất thì là dễ. Cục vàng nó có cái kích thước là ngẫu nhiên cũng là dễ. Mà chúng ta mô tả cái việc là em bé va chạm vào cục vàng ta mô tả sau, đó là phần khó nhất nhé. Chúng ta phân tích từng từng phần một. Rồi, tiếp theo chúng ta chú ý là như thế này. Như vậy là mỗi cục vàng là con bìa nó có một cái biến riêng là biến ID. Chúng ta nhắc lại nhé. ID bằng 0 là mô tả cái nhân vật mẹ. ID mà bằng 1 là mô tả cái nhân vật gì? Mô tả cái clone. Nhưng mà đầu bài yêu cầu là gì? Yêu cầu là khi em bé mà ôm phải cục vàng, em bé sẽ được cộng điểm bằng chính cái kích thước của cục vàng. Cho nên là em bé là phải nhớ cái cục vàng. Sau đó chúng ta cần biết nhớ nữa để lưu kích thước của cục vàng lại, của từng cái cục vàng clone ấy, và đó là cái biến nhớ riêng của cục vàng đó. Chúng ta sẽ phải làm thêm một biến nhớ nữa để mô tả cái kích thước size, đặt tên là size nhé, của cục vàng, và đây là biến riêng. Biến riêng cái biến nhớ này nó chỉ gán cho cục vàng khi cục vàng là clone, nó của cục vàng mẹ tôi không quan tâm nhé. Đây kia, vì nó sai, nó là ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ khi mà chúng ta sinh ra cục vàng thì cái sai nó sẽ là ngẫu nhiên, ví dụ từ 10 đến 100%, cho để như vậy nhé, hay là 20 đến từ 20 đến 100%, ok nhé. Ban đầu tiên chúng ta không cần gán, và khi mà sinh clone chúng ta mới gán. Rồi chúng ta bắt đầu lập trình này nhé, bắt đầu lập trình để sinh clone này. Rồi các bạn làm cẩn thận, cùng cùng thầy ta làm từng bước một thật cẩn thận nhá. Bắt đầu cái phần này là bắt đầu nó khó dần nhá, khó dần. Rồi khi mà cục vàng, thì cục vàng đây, khi cục vàng mà nhận được thông điệp start đây, thông điệp start chúng ta chú ý nhá, thì sao? Thì cục vàng này, cục vàng mẹ sẽ nhận được đó. Chúng ta làm cái lệnh như hôm trước, mọi khi vẫn làm thôi, là if. Nếu mà ID bằng 0 thì chúng ta mới làm, còn không thì thôi. Đấy, if nhá. If là ID bằng 0, tức là chúng ta chỉ thực hiện đối với cục vàng là gì? Cục vàng là cục vàng gốc thôi. ID đây, ID bằng bằng 0. Còn đối với cục vàng mà khi bấm space mà hay còn clone thì chúng ta không, nó không không, không sinh nữa nhá. Rồi, thì như sau này, thì ở đây này, thì chúng ta lập trình như sau này. Chúng ta lập trình là ví dụ như là sau sau 5 giây, hay sau 5 giây đi, cứ sau 5 giây, cứ sau là học 3 giây cũng được, hay là ngẫu nhiên thì sinh ra một cục vàng và nó rơi xuống. Rồi chúng ta làm như thế nào? Nên chúng ta làm cái lệnh là wait. Wait trong khoảng là từ 3 đến 5 giây. Ví dụ như vậy. Chúng ta có thể điều chỉnh cái này sau nhé. Wait trong khoảng từ 3 đến 5 giây thì cứ sinh ra được một con sinh ra một clone đây, liên tục cái này nó là vĩnh viễn nhá. À, cái chỗ này là không phải, chỗ này không phải là ôi ngay, mà phải gì, phải liên tục sinh. Cho nên chúng ta vẫn phải có cái lệnh sau đây, và có lệnh là repeat until, đúng không? Đây, repeat until cái gì? Repeat until là cái gì nhỉ? Là stop bằng 1, chúng ta nhớ lại nhé, là cái biến stop đây, stop. Khi mà dừng công trình thì không sinh clone nữa, đúng không? Đây này. Liên tục là liên tục sinh ra clone. Được chưa? Thôi được, hẳn từ 1 đến 5 cho nó thoải mái, thật 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 nhiều clone đi nhé. Rồi, thì bây giờ sau này bắt đầu sinh clone này, thì chúng ta thiết lập như sau này. Một là thiết lập là gì, là ID của nó bằng 1. Như vậy bằng 1 nhé, bằng 1, được chưa?
ID bằng 1, đây, ID bằng 1. Sau đó thiết lập cái gì? Thiết lập cái size của nó, kích thước của nó. Cái size này là cái rất quan trọng, là cái size này chính là cái để mà em bé khi bắt được đầu tiên em bé sẽ dùng cái biến size này để em bé tính tính tiền cho cái giỏ của mình nhé. Size này nó là cái nó là một cái số ngẫu nhiên nhé. Số ngẫu nhiên là từ 20 đến 100%. Ta đặt khá như là như vậy. 20 nó là khá bé rồi. Rồi chúng ta đặt ở đây. Rồi nhưng mà đây là hai biến riêng của cái này đúng không? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ sinh clone. Không còn hiện, ta sinh luôn ở đây cũng được. Chúng ta sẽ thì chúng ta sẽ lập trình sau cho clone sau nhé. Sinh đây. Dùng cái này nào chúng ta get clone. Cứ như vậy, cái này sẽ lặp liên tục cho đến khi nhé. Có khi stop bằng 1 thì kết thúc chương trình thì chúng ta set lại thôi. Chúng ta set cái ID lại bằng 0 ở ngoài này. Set lại cái ID bằng 0. Rồi, được chưa? Và đây là vẫn ẩn đi. Nhưng mà đây chính là cái đoạn chương trình là sinh nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp này. Lập trình tiếp cho cái con clone đó nhá. Đây. Đây. Khi mà clone xuyện thì sao? Thì chúng ta lập trình này. Đầu tiên chúng ta cho nó hiện ra này, đúng không? Hiện ra và cho nó hiện ngẫu nhiên từ phía trên nó rơi xuống. Thì chúng ta hiện ở phía trên thì chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng lệnh là set y, đúng không? Thế là set x gì nữa? Set x thì set y đây. Set y là bằng 180 cho nó rơi từ trên xuống, đúng không? Còn x thì chúng ta cho nó làm cái số ngẫu nhiên, được. X tôi đổi X làm số ngẫu nhiên từ trừ 220 đến 220, không còn ra bên ngoài. Đó, hai đầu của đấy. Rồi vào nó bắt đầu nó rơi xuống, chúng ta dùng cái lệnh dùng cái vòng lặp forever để nó rơi xuống, nhé. Nó bắt đầu nó rơi xuống. Rồi dùng lệnh gì nhỉ? Dùng cái lệnh ở đây chúng ta có thể cho nó xoay tùy chúng ta nhé, hoặc là không xoay, xoay cũng được tùy. Không xoay chúng ta dùng lệnh này, lệnh là chain y, đúng không? Chain y by trừ 5 chẳng hạn, nó sẽ rơi xuống nhé. Và nếu gặp cạnh thì ta sẽ cho nó đây, gặp màu xanh này thì ta cho nó thì ta if color. Nếu mà gặp màu xanh thì chúng ta cho nó chết đi, đúng không? Thì delete kia clone. Đấy. Được chưa? Như vậy chỗ đoạn này là đoạn để mà đủ sinh ra cái này, sinh rồi này, đấy. À. Nào chúng ta chạy thử nhé. Đấy. Nó to đấy nhỉ. À chúng ta chưa làm cái lệnh là set ở đây chưa làm nhá. Ở chỗ này này. Quên mất. Đấy. Chưa đặt cái kích thước. Kích thước ở đây đi. Kích thước ở đây nhé. Chúng ta dùng cái lệnh là gì, là set size đây. Set size ở đây luôn nhỉ. Nhá. Set size là cái gì? Set size thì mới show lên đúng không? Để ta cho làm lên cho nó tiện. Đấy. Khi show lên là xong rồi. Set size này, set y này, set x này. Set size là cái gì? Set size chính là cái gì? Chính là cái này. Chính là cái tham biến size này. Đấy, set size. Đó, thì nó sẽ to nhỏ khác nhau. Được chưa? Đây nhé. Đây này. Size là cái biến nhớ là cái biến nhớ riêng của cái clone đó. Là chỉ là kích thước, đây là khi chúng ta khi nó sinh ra clone như thế này. Chúng ta chạy thử nhé. Ấn space. Đấy, chúng ta gửi đến bé này. Đấy, chúng ta gửi đến bé này. Các vật được khác nhau đúng không nào? Đấy, chúng ta phải điều khiển. Đấy.
Được chưa? Chạy thật nhanh để mà gấp bắt gặp. Đó, nhưng mà chúng ta đang là chúng ta lập trình được cái phần đầu là cho các cái hiện các clone là các cái đồng tiền rơi xuống đúng không nào? Rồi. Đấy, được chưa? Đồng tiền nó rất là khác nhau, to nhỏ khác nhau. Cái to cái thì bé. Rồi. 50% là bé nhất, đúng không? Chúng ta có thể cho nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn nữa chứ không phải chỉ 20%, cho nó 10% thôi. Nha. Đây này, 10%. Được rồi. Được chưa nhỉ? Chúng ta đã hiểu chưa? Bây giờ thầy và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lập trình sang cái phần khó nhất của bài toán này nhé. Là nếu mà em bé mà bắt được chạm va chạm phải một cái đồng tiền, em bé sẽ ôm đồng tiền và chạy vào góc bên phải và thả ra. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Là trong khi đang ôm đồng tiền rồi thì không thể ôm đồng tiền khác được. Đó. Cái chỗ này là chỗ khó nhất, thì làm như nào bây giờ nhỉ? Như vậy là chúng ta phải có làm sao khi mà em bé đang ôm đồng tiền rồi mà là va vào đồng tiền khác thì làm thế nào để biết được là để đồng tiền thì biết được là tiền nó không dính vào nhau nữa. Vấn đề là khi đồng tiền mà va em bé, đồng tiền nó sẽ dính với em bé. Được chưa? Thế bây giờ làm nào để nó biết em bé đang ôm rồi thì nó không dính vào nữa. Nhá. Mà khi đồng tiền đang em bé đang ôm đồng tiền này thì lại không thể ôm được đồng tiền khác được nữa, mặc dù rất là muốn nhé. Và trừ khi phải thả ra bên ngoài rồi thì mới được cầm vào đồng tiền khác. Đó, nhưng mà chỗ này là chỗ rất là khó, thì chúng ta phải phân tích nhé. Mà chúng ta làm lời giải là như sau. Lời giải là bắt buộc thông qua các cái biến nhớ quan trọng. Rồi, thì là như sau này. Bây giờ chúng ta cần một cái biến nhớ để mô tả trạng thái của em bé là đang ôm đồng tiền hay đang không ôm đồng tiền, hay đang dỗi. Được chưa? Nếu mà trạng thái đó, ví dụ đặt tên là đây, đặt tên một cái biến nhớ chung nhé. Là một cái biến nhớ chung để mô tả cái trạng thái của em bé nhé. Thì đặt tên nó là đặt tên một biến nhớ chung nhé. Đặt tên như là status tiếng Anh, trạng thái nhé. Thì trạng thái này là như sau này. Là status bằng 0, tức là em bé đang dỗi, không cầm đồng tiền nào cả. Status bằng 1, tức là đang ôm một đồng tiền. Được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ lập trình nhé. Thì ban đầu status này ta đặt bằng 0, tức là em bé thì ta có thể điều khiển cái status này ở trong cái này cũng được. Vì nó là cái nó độc lập em bé, độc lập với đồng tiền thì chúng ta đặt ở bên ngoài. Như vậy là đầu tiên đặt status bằng của em bé là bằng 0, chúng ta đếm được. Hay đặt bên em bé cũng được, không sao. Cái này có đặt em bé cũng sao. Đặt bên em cũng được nhé. Đây. Đặt đây với em bé này. Như vậy là ban đầu khi mà em bé cái status là mô tả cái trạng thái của em bé nhé. Được chưa? Nhưng mà đã đủ chưa? Thực ra là chưa đủ. Cần thêm một biến nhớ nữa để mô tả cái trạng thái của từng đồng tiền một. Sau đồng tiền đó là đang dỗi hay là đang dính với em bé. Như vậy là mỗi đồng tiền cần có một cái biến nhớ riêng nữa để mô tả trạng thái của nó. Được chưa? Thì bây giờ thầy đặt tên tạo một cái biến nhớ riêng của đồng tiền. Rất quan trọng này. Biến nhớ này quan trọng này. Đặt biến nhớ riêng có tên là đặt tên là dùng tiếng Anh hay tiếng Việt thì thầy dùng tiếng Anh nhé. Attach như thế này, tự thản tiếng Việt cho thật anh nó chuẩn đi. Tức là cái attach được bằng 0, tức là cái clone đồng tiền đó đang dỗi chưa dính với ai cả, chưa dính với em bé. Còn attach bằng 1 tức là đang gắn với em bé rồi. Thế cho nên là rất quan trọng là khi em bé mà va chạm phải một clone thì điều kiện hai người để em bé ôm đồng tiền đó là điều kiện là cả em bé cũng dỗi mà đồng tiền đó cũng đang dỗi thì mới dính vào nhau. Khi dính với nhau thì ta đặt là status bằng 1 và attach bằng 1 luôn nhá. Rồi chúng ta làm, để chúng ta bấm ok. Rồi
như sau này cho lập trình cho clone này thì cái attach này à, thì anh nhầm rồi, cái attach nhầm rồi, thì xóa đi. Cái attach này là bình nhớ riêng của, khỏi bình nhớ chung, bình nhớ riêng của, thầy xóa đi, làm lại đi lấy bình nhớ riêng nhé, bình nhớ riêng đây attach. Tiếng anh cái chữ attach là gắn vào, là gắn vào nhé. Bình nhớ riêng sao nó hiện ra ở đây nhỉ? Ai đi đâu rồi? Nó phải cục vàng đúng chưa? Thầy cả tuần bị vẫn bị lỗi nhỉ? Thầy vẫn bị lỗi, về đây nhé. Thầy tạo một bình nhớ riêng. Sao bấm vào đây nhỉ? À được rồi. Nó bị ở đây, mở ở đây đúng không? Rồi, cụ này đúng rồi này. Bình nhân riêng rồi này. Đó, bình nhân riêng rồi nhé. Đấy. Thì khi bắt đầu chương trình thì cái ta bật cái attach bằng 0. Do đó khi mà sinh một clone, sinh ra clone đây này, sinh ra clone thì clone đó cũng là attach bằng 0 nhá. Và khi chúng ta va chạm vào em bé thì chúng nó mới nhé. Rồi chúng ta mới cho lập trình này. Chúng ta lập trình cho clone khi mà cái em, khi mà cái một cái em bé mà va chạm phải một cái họ về một cái đồng tiền thì đồng tiền sẽ kiểm tra. Đồng tiền sẽ kiểm tra, nếu mà đồng tiền là kiểm tra, nếu mà mình mà đang là dỗi và em bé cũng đang dỗi thì đồng tiền sẽ dính vào đây. Dính vào. Và khi dính vào thì em bé sẽ biết được là mình bắt đầu trạng thái như vậy và mình sẽ di chuyển về phía góc phải dưới ở đây, và em bé sẽ thả cái đồng tiền này ra để cất từ đây. Chúng ta điều khiển rất đơn giản thôi ở đây nhé. Rồi chúng ta làm này. Rồi bây giờ chúng ta lập trình nó ở đâu nhỉ? Đây lập trình là chỗ này, đây lập trình ở đây, chúng ta lập trình ngay ở chỗ này thôi nhé. Chúng ta lập trình người khác đây cho nó dễ nhé. Đây. Rồi. Đây. Chúng ta làm cái khác cho nó tách ra cho nó dễ nhé. Đây. Cho nó dễ điều khiển. Đây. Đấy. Lập trình cho ai đúng không? Chúng ta cho vào phòng lập forever luôn để cho nó kiểm soát đây nhé. Chúng ta nhớ lại nhé, đây này. Luôn phải luôn lặp lại nhé. Bây giờ nếu đây này, nếu nhé, đây này. Luôn phải nhé. Nếu mà một clone, đây là khuyển clone, nếu clone mà va chạm với em bé thì chúng ta dùng cái sensing nhé. Nếu clone mà touching với em bé, đây, nếu clone mà touching với em bé, chúng ta đặt tên em bé đi, đặt lại em bé nhé. Em bé. Rồi. Chúng ta lập trình cho nó nhé. Đây này. Đây này. Đây này. Nếu này. Nếu mà thắt chinh em bé nhé. Đó. Thì nhưng không phải dính vào đâu. Nếu thắt chinh em bé thì phải thì làm sao. Đó. Nếu thắt chinh em bé thì như thế này. Thì chúng ta lập trình cho rất khó này. Khi mà thắt chinh em bé thì lập tức là cái con đồng tiền nó sẽ kiểm tra. Nó kiểm tra xem là ấy không, nó kiểm tra xem là cái em bé có dỗi hay không và bản thân mình cũng dỗi hay không. Nếu cả hai cùng dỗi thì mới nó mới gắn vào nhá. Rồi chúng ta chỉnh cái này chứ là khó nhất này. Đây chỗ này nhé. Nếu như này nó sẽ kiểm tra tiếp. Nó sẽ kiểm tra tiếp if. Đây. If đồng thời nhé. If đồng thời là gì? If đồng thời là đây. Đồng thời là status của em bé. Đó, cái file cái status được rồi, status em bé bằng 0, tức là em bé đang dỗi thì nó mới dính vào. Thứ hai là nếu hai cái liền nhé, phải đồng thời cả hai đấy. Đây. Nếu bản thân nó cũng đang dỗi
Nó chưa dính vào. Nếu bản thân nó, nếu mà cái attach cũng bằng không, nếu cả hai cùng bằng không thì nó mới dính vào đây này, nếu nhé. Nhưng mà đây có lên là phép tính, phép phép logic là và and này. Đấy, được chưa? Thử làm sao một tí nhá. Đây, và này, nếu status bằng không được không nào, và attach bằng không đó, thì nó bắt đầu nó mới dính vào, được chưa? Thế này dính như thế nào thì chúng ta cùng nhau thiết kế nhé. Thì nó dính vào ấy thì nó làm như sau, nó sẽ dùng cái lệnh là go to em bé, là nó dính em bé, và lúc đầu nó nhường điều khiển cho em bé, nó du dính với em bé. Khi nào thì thôi, khi nào em bé là người thả ra, em bé là người là em bé là người là gì, là ôm cái cục vàng này về góc phải, em bé sẽ thả ra. Khi em bé thả ra, em bé sẽ ra một cái lệnh, ra cái lệnh lệnh gì, là cái lệnh mà đây chỗ này chú ý nhé, ra cái lệnh là nó thả rồi. Khi thả ra rồi thì lúc bây giờ đồng tiền nó xử lý tiếp nào, đây nhá, chỗ này này. Khi mà gặp cái này thì lập tức là như sau, nó sẽ lập như sau. Nhân vật sẽ là sẽ clone của đồng tiền sẽ, nhân vật là sẽ thiết lập là attach bằng một, thông báo rằng mình đang bận, thấy không nào nhá. Tiếp theo là đặt status cũng bằng một, thông báo là em bé cũng đang bận. Tại vì khi em bé đang bận rồi thì không thể nào mà ôm một cục đồng tiền khác được. Nhưng thông báo cái này đặt như là một một hết nhé, để thông báo rằng là em bé là bận, bản thân mình cũng là đang đang trạng thái đang bận đây rồi. Và sau đó thì sao nhỉ, thì đồng tiền sẽ gắn chặt vào với người em bé cho đến khi nào, cho đến khi em bé là thả nó ra. Chúng ta dùng lệnh tiếp theo này, đây chúng ta dùng lệnh là repeat until đây nhá. Đây đồng tiền sẽ luôn là go to em bé, đây là luôn luôn go to cho đến khi nào, đây đây go to cho đến khi gì, cho đến khi mà em bé thả ra, cho đến khi mà status bằng không đó. Có khi nào không thì tôi chưa biết nhé. Đây là lập trình, như vậy lập trình đây này em đây này, nhớ lại chỗ này nhé. Đây này, nếu mà cái đồng tiền này này mà nó gặp thất trên em bé thì nó kiểm tra, nếu mà em bé đang dỗi và nó cũng đang dỗi thì nó đặt luôn là nó đã đang bận rồi và em bé cũng đang bận rồi, và lập tức là ôm lên em bé đây, em bé ôm với nó đây, và cho đến khi nào, cho đến khi mà status của em bé bằng bằng không thì nó thì nó không dừng lại. Khi mà rơi vào không thì em bé là trạng thái là lại dỗi mà, thì nó mới thoát ra nhé. Nó mới thoát ra, và lúc bây giờ nó sẽ tự go to đến một cái chỗ nào ở đây, ở chỗ này này. Chúng ta sẽ làm cái khung ở đây nhé. Ở đây chúng ta sẽ lập trình một chút, chúng ta hơi hơi mẹo một chút. Khi ra đây khỏi đây này thì nó sẽ go to, dùng lệnh go to hoặc dùng lệnh là, hoặc dùng lệnh này cũng hay, dùng cái lệnh là drive vào này cũng được, đến glide này đấy. Lệnh này này đấy, nó sẽ glide 1 giây đến cái vị trí ở chỗ này này. Chúng ta chỉ có một tí, chúng ta mở máy phóng to nhé, ở chỗ này này, ở khu vực này này, ở khu vực này nhé, cho nó vào đây này, đến nó có một đoạn độ rộng nào đó ở đây nhé. Thầy kiểm tra một chút ở chỗ này, ở đây không nhìn thấy được một chiếc con trỏ là ở đâu nhỉ. Chỗ này này nhé, thì đại khái chúng ta có làm rồi, chúng ta điều khiển sau nhé. Tức là nó ở góc phải, chỗ này là y, chỗ này là y không bao nhiêu, y không là âm 76 nhỉ. Ở chỗ này này, đây, chúng ta sẽ làm mẹo rất là hay nhé, chỗ này nhé. Chúng ta cho cái này nó di chuyển đến gần đến vụ nào đó ở chỗ này này, x là bao nhiêu, y bao nhiêu, chúng ta đặt luôn đây đi, x vào đây và y nhé. Y là của chúng ta là cái y của cái thằng này là bao nhiêu nhỉ, của em bé này là y là
âm 76 đúng không? Như vậy nó có thể là âm 70 cho đến là âm 150, 150 là y nhé. Còn x gì là khoảng chỗ này, x gì là khoảng từ 100, từ 200 đến 220 là khoảng thế nhé. Chúng ta cho gia đình tìm sao cái này không quan trọng lắm. Rồi x gì này, y này. Đó. Như vậy là sau khi mà đây này, sau khi mà cái nhân vật cái lôn này, cái đồng tiền này dính em bé, dính xong rồi thì thoát ra, thoát khỏi em bé thì nó sẽ di chuyển vào góc này đấy, và đứng yên vào đấy. Nhưng mà là một cách, nhưng mà tôi làm là hay hơn nhé, tức là thầy muốn là nó không không ở đây, khi đi đây chúng ta không muốn dùng clone nữa vì sợ sau này nó hết mức clone, vì clone nó hữu hạn, cho chúng ta là ẩn nó đi, chúng ta delete đi và chúng ta tạo stem ở đấy, ở chỗ này này. Khi mà view đây rồi chúng ta làm như sau, chúng ta dùng cái lệnh là stem để vẽ nó. Chúng ta phải tạo một cái này, chúng ta phải dùng lệnh stem để vẽ nó trên màn hình ra ngoài rồi nhé. Line này đó là stem, sau stem là gì, sau stem là xóa đi, xóa cái, chúng ta không cần cái con clone nữa. Đấy, chỗ này chỗ này. Delete đó. Để chưa, chỗ này là ta chưa làm đến cái chuyện là gì, chưa làm đến cái chuyện là tính điểm nhá. Bây giờ là mình lập trình thử nhá, bao nhiêu thời gian nó có dính được không nhá, chúng ta chạy thử. Đây này. Sao? Em hỏi gì? Nếu mà mình cho cái stem thì ở đầu ấy, mình phải cho là detail ô chứ không phải. Làm sao? Xóa hết hình vẽ rồi. Ở đầu ấy. Ừ, được rồi, ok, đồng ý nhá. Ở đầu là xóa đúng không? Đúng rồi, đồng ý. Ở đầu là thầy phải xóa đi đúng không? Đồng ý, hoàn toàn đồng ý luôn. Tiền. Đây, đồng ý, chính xác nha. Thế như vậy cái những cái đồng tiền ở chỗ này này, ở chỗ này thì chúng ta không dùng clone, chúng ta dùng hình ảnh cho nó không bị tốn clone nhé, không bị quá tốn clone, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chạy thử xem nó làm là trình nó đâu rồi nhé. Chạy thử này, phong to như thử xem nào, nó có dính được không nhé. Đây space này, bắt đầu này. Đấy, nhanh quá. À, nó chưa đấy nhỉ? Chưa xong vì nó chưa là trình xong. Vì khi dính vào đây rồi thì nó sẽ luôn luôn nó ở chỗ này, nó chưa lúc nào, chưa biết chỗ nào là em bé sẽ thả ra được không nào? Đấy, thì bây giờ lập trình nhá. À, chỗ này lập trình hay đây. Tức là khi mà cái con này nó dính vào em bé thì chúng ta sẽ phải điều khiển tiếp em bé chạy ra phía này, và chúng ta sẽ bấm space một lần nữa thì em bé sẽ thả ra, em bé sẽ nhả ra. Nhưng mà có một lệnh nữa em bé nhả ra là chúng ta phải dùng cái lệnh là dùng cái phím space để thả em bé ra. Chúng ta đúng thể quên không đưa vào trong cái đưa vào trong cái kịch bản, chứ không thể là em bé nó phải như nào em bé thả ra, em bé nó bấm space thì nó mới thả ra, được chưa? Rồi thế bây chúng ta làm tục chỗ này nhá. Đây như vậy là khi mà em bé chạy ra vào đây, và em bé khi mà nó ôm lên một đồng tiền nó chạy ra phía góc này, và tới gần đó thì chúng ta bấm space để em bé sẽ thả cái đài này ra. Khi bấm space thì chúng ta đặt thiết lập cái thông số status bằng 0. Nhưng mà chú ý nhé, biệt đừng lẫn với cái phím space ở đầu này. Ban đầu này, khi bấm phím space đây thì là start. Còn lúc đó thì là nó khác rồi nhé. Thì chúng ta phải có thêm một chút nữa ở đây nhé. Thì chỗ này là không phải như thế này, mà chúng ta làm như sau này. Bấm phím space lần đầu ấy nhá. Bấm phím space lần đầu
thì là gửi thông điệp start. Còn bấm phím space là lần thứ hai trở đi thì đặt status bằng không. Đấy, chúng ta làm chỗ này nhé, chỗ này này. Đây, chúng ta làm, chúng ta bắt buộc phải đưa vào một cái điều kiện nữa ở đây. Đây. Nếu nhá, nếu mà stop bằng không, để ta dùng 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 bấm stop để mà ấy thôi, để ta xử lý cái này. Tức là chính là cái em dùng gì dùng gì nhỉ? Dùng cái hoặc đây hoặc bên kia cũng được, tùy tùy các bạn nhé. Thôi để cho nó dễ này. Nếu mà đây. Đúng. Nếu mà stop bằng không nhé thì mới gửi thông điệp start đấy. Còn sẽ em bé đi, em bé nếu mà bấm phím người phím space đây, phím space ở đây nhá, đây này đấy. Thì nếu mà stop bằng một à, cũng chưa được đúng không? Ừ, chỗ này thôi không thể thấy mà sẽ về có thể lại một chút bấm phím space, nhưng mà chúng ta sẽ phải có một cái biến nhớ nữa đúng không? À, ta làm như này thôi, không 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 cần thế này. À, nếu bấm phím space, nếu mà status bằng một thì gắn nó bằng không, thế, ừ, thế thôi, chỉ thế thôi. Thế này chứ, nếu đúng không? Nếu mà status bằng một tựa đang ấy đúng không? Nếu mà status của em bé mà đang 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 em bé đang đang ôm status bằng một, tức là đang ôm cái này thì đặt bằng status bằng không nhé. Thế này bằng một thì đặt bằng không thì gán nó bằng không. Đấy, biểu đúng rồi. Đấy. Gọi là ban đầu. Đấy. Khi nó bằng không nhé. Khi nó bằng không thì đây. Khi bằng không thì nó thả ra. Bằng không nhé. Đấy, nó thả ra. Đó. Và em bé lại quay lại rồi làm tiếp. Đó. Rồi thì chúng ta là chúng ta chạy thử chương trình này. Xem đúng không nhé. Đây. Nó ôm lên ôm chưa nhé. Ủa, nhanh quá, nó nhanh quá. Đấy, thấy chưa nào? Đấy, nó không dính nhân, vẫn là dính nhân. Bây giờ ta thả ra này. Bấm space này. Đấy. Ừ, sao nó mất mất nhìn mất cái này nhỉ? Nó chưa kịp ấy nhỉ? Nó chưa kịp gắn vào đúng không? Xem còn nào. Hết rồi. Hết thời gian rồi. Lại này. Bị lỗi chỗ nào nhỉ, nó không rơi xuống nữa à, để kiểm tra nhé, xem lỗi chỗ nào, các bạn cùng thầy kiểm tra nhé. Đây, em bé đây này, nếu mà sức bằng một thì gắn nó bằng sức bằng không để thả ra đúng không? Nhưng vì sao nó lại kiểm tra chỗ này một tí. À, nó bị lộ lỗi chứ này. Lần đầu thôi nhá. Ừ, chỗ này là vì bấm space lần thứ hai nên mà nó bị dừng lại là vì thế này. Vì thầy kiểm tra làm tí nhé, thầy này. Như vậy chỗ này thầy chỉ muốn là khi bấm space lần đầu à, như vậy chỗ này phải dùng biến là biến start. Thôi, thầy cùng các bạn làm chú ý ta chú ý nhé. Như vậy chúng ta bấm stop và để dừng. Còn biến start để bắt đầu. Đó, chúng ta rất là thiếu luôn nhá. Vì chúng ta tạo biến lại biến start để mô tả cái bắt đầu chương trình. Rồi. Thì bắt đầu chúng ta gắn biến start bằng 0
Đấy, vì mà đúng là bìa mua start bằng 0 này. Nhá, rồi. Khi mà bấm space lần đầu thì máy kiểm tra nếu start bằng 0 thì đây. Đây. Đây rồi. Nếu mà máy kiểm tra nếu mà start bằng 0 đó thì gửi thông điệp start và set start bằng 1. Như vậy không bao giờ lặp lại lần thứ hai nữa, đúng không? Bằng 1. Như vậy là lần khi bấm space lần thứ hai thì nó sẽ không ấy nữa, nó sẽ không chạy lại cái này nữa. Đấy, thế này mới đúng. Được chưa? Như vậy cần thêm biến start nữa thì mới đủ. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại lần này đúng hoàn toàn rồi đấy. Không ngờ nó phức tạp thế nha. Yeah. Chúng ta làm nốt cái việc là chúng ta dính rồi mới thả ra này. Đấy. Ôi, nhanh quá. Ôi. Vẫn bị lỗi nhỉ. Ơ, không dính. Như vậy là vẫn bị lỗi như nào đó. Start đây rồi. Những bấm space lần thứ hai này. Nếu start bằng 1 thì gán nó bằng 0. Nhé. Gán nó bằng 0. Không. Yeah. Đây chỗ này nha. Ta sẽ làm cái chỗ này nha. Đặt nó bằng 1 này. Và thiết là và chờ và liên tục gắn với em bé cho đến khi start bằng 0 này. Khi mà em bé thiết lập start bằng 0 ở đây này. Đây này. Em bé thiết lập start bằng 0 khi người em bé bấm giúp space nhé. Thì thiết lập start bằng 0 thì cái đồng tiền này nó sẽ thả ra. Nó dừng ở đây và nó đi vào phía góc này. Đây là đúng rồi này. Và nó stem và nó xóa đi. Sao lỗi cái stem của mình không nhìn thấy nhỉ? Tôi gắn sai chỗ nào đó. Để thầy cùng các bạn ta kiểm tra nhé. Không dính mà. Để thầy kiểm tra một tí nhé. Thầy làm mẹo, thầy dùng cái kiểm tra cái này cho nó lại. Lô đường 1 cái kia thì sao nó dính, nó phải bằng 0 nhỉ? Đi sai điều đó nhỉ? Bắt đầu này. Bấm space này. Cái đất bằng bằng 0 này. Thế bằng 1 này. Thả ra này. Dính đi. Thả ra này. Thả ra này. Vẫn bị sai. Mình luôn luôn vào 1 nhỉ. Ừ. Như vậy là vẫn bị sai các bạn ạ. Để có thấy nó khó không? Tại như các bạn như này là rất khó đấy. Nên là mình biết hết thuật toán cách làm rồi. Nhưng mà để làm chi tiết là khó nhé. Bây giờ chúng ta cùng với thầy làm nhá. Thầy xem thầy chỗ nào bị sai nhá. Vì luôn nó bằng 1 nên là không đúng, nó phải bấm space, nó phải về 0 mới đúng. Đây.
Để kiểm tra một chút cái này. Sắp bằng 0 đây. Sắp bằng 1 là đang chơi đây, đúng không? Đó. Khi bấm space đâu rồi? Khi bấm space lần thứ hai đây. Khi bấm space nhé. Nếu dẫn được là bằng 1 thì gá nó bằng 0. Để kiểm tra xem nó sai chuyện nào. Đúng là bấm space lên đầu này. Đúng rồi nhé, mình thả ra này. Một cái đúng như này. Thả ra này. Đúng rồi này. Thả đây. Từ lần thứ hai chỉ đi là nó vẫn bằng bằng 1 là sai, nó phải bằng 0 mới đúng nhé. Đấy, các bạn thấy nó hơi chúng ta phải làm có thêm một chút này, chuyện đấy nó chỉ ở chỗ này thôi, chỗ này pick trừ 120 50 200. Ok này, ok rồi, lại này. À, đây. Thì như các bạn nào làm gì đó nếu mà mình thấy bị thế đúng không? Các bạn nào chúc mình kiểm soát có thể không nhỉ? Các bạn đừng kiểm soát của thầy nhé. Là nó lỗi đấy. Vì thầy kiểm soát rất cẩn thận cái phím space cho nó chính xác. Đấy, không hiểu sao là nó bị tuột ra nhỉ? Bị lỗi ở đâu nhỉ? Có thể do bạn nào đang bấm tính quyền điều khiển của thầy đấy mới bị thế đấy. Đợi thầy một chút, thầy kiểm tra cho này một tí nha. Thầy cho thêm cái biến start nữa để con yên tâm. Các bạn đừng nghịch và đừng tiếp quên điều khiển của thầy nhé, thì thầy đang kiểm tra đấy. Chỗ này là hoàn toàn đúng rồi này, thả ra này. Thả ra thì nó ra. Sao nó không lại stem không ăn nhỉ? Bị vướng cái gì ấy nhỉ? Rồi, mình về cùng nhau thì kiểm tra lại nhé.
Có lẽ cái bài này các bạn phải về nhà làm như vậy. Ở đây không kịp làm, tức là bây giờ rất là máy có thể cái bị chiếm quyền điều khiển ấy, không 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 thì không thì không kiểm soát được. Nhưng mà các bạn đã hiểu chưa, hiểu là cái cách mà này là khó chưa đấy? Khó là chúng ta phải làm thế nào để chúng ta khi em bé đang ôm cục tiền cái cục vàng, em bé sẽ di chuyển sang bên phải và bấm phím space, thì bấm phím space thì nó sẽ thả ra và cục vàng nó sẽ từ từ rơi vào ở góc bên phải và nó sẽ biến mất. Trước khi đó nó phải có lệnh stem để nó vẽ ra được cái hình hình của nó. Đấy, đó là nguyên tắc là như thế nhé. Ở chỗ này này. Và sau đó khi mà vẽ xong rồi thì nó mới biến mất đi. Đấy. Thì không hiểu sao của mình nó bị mất chỗ này mãi thì thầy chưa chưa kiểm soát được lỗi đó nhé. Như vậy là khi mà em bé mà khi mà cục vàng này thoát khỏi em bé thì nó mới Được rồi, thế thì tôi là thêm một lệnh nữa đây này. Chỗ này khi thả ra thì là coi như là đã lấy được một quả, lấy được cái cục vàng thì tiền sẽ được tăng lên ở chỗ này đây. Chúng ta dùng lệnh nữa chỗ này cho nó xong cái chương trình, chúng ta sẽ kiểm soát sau nhé. Thì đây chúng ta sẽ tăng cái tiền lên. Tiền. Chuyên tiền by by size. Cái size này size của cái nhân vật là size là nhân vật riêng ấy, này, là cái bình nhớ riêng của cái cục tiền đây. Biến size ra đây, size. Chuyên tiền by size ở chỗ này này. Đấy. Tức là sau khi mà cái đồng tiền nó di chuyển sang góc này và trước khi nó ẩn đi, trước khi nó dừng lại ở chỗ này này, stem thì nó sẽ tăng tăng tiền lên. Ở chỗ này không phải là time, chỗ này phải là tiền nhé. Chỗ này phải là tiền mới đúng nhé. Tiền. Đó. Mình chúng ta thử kiểm tra một chút kia. Là cho nó ông nó có tiền nó có lên nhá. Đây. Chúng ta thả thế này. Tiền tiền nó không không tăng lên, như vậy là nó không đúng. Thả ra này. Tiền nó không tăng lên. Nhưng mà chỗ này nó chưa thực hiện xong này. Chúng ta này bị lỗi nhé, chúng ta cùng nhau về hơi được cái bài này là hôm nay đúng một mùa chưa xong một bài, không sao cả. Để các bạn thấy là một bài nó khó như thế nào. Nhưng mà theo là kiểm tra thì là cái bé này nó chưa kịp thả ra thì tiền chưa kịp tăng lên, như vậy ở chỗ này nó mới không lên, không được thiện lệnh như này này, như vậy nó lại bị dừng ở đâu đó phía trước này rồi nhé. À, có thể là do cái này. À, có thể là do là khi mà đồng tiền nó va chạm phải đất thì nó mất nó mất luôn. À, nhưng mà chúng ta sẽ phải xử lý chỗ này nhé. Để chỗ này này. Lỗi chỗ này, lỗi là chỗ này này nhé. Lỗi là ở đây. Như vậy là lỗi là ở đây. Chính thế đấy. Là khi chúng tôi em bé đang ôm đồng tiền này, đang ôm tiền thì đang chưa kịp thả ra ở đây thì đồng tiền đã bị xóa rồi bởi vì cái lệnh này. Bây giờ chúng ta sẽ phải sửa lại chỗ này nhé. Ta sẽ phải sửa lại chỗ này là không phải chạm vào, ta để xuống đây, để xuống đáy đi nhé. Chỗ này là ta để, tôi bỏ cái này đi. Đấy, ta để như này này, if đây. Đây. Nếu mà y nhưng mà e position nhé, nhỏ hơn trừ 180 thì nó mới dừng lại, thì nó mới mất đi, được chưa? Đấy, để này cho nó yên tâm này. Đấy, nhé, thì cho làm thử lại nhé, chúng ta có nào làm thử lại này, nó không bị mất, nó sẽ thả ra này. Đấy, được 30 điểm chưa? Đấy. Cái này cũng phải đúng rồi đấy. Cái này đúng, vì như vậy là bị sai ở chỗ đây nhé. Thầy bị sai ở cái chỗ là
Rồi, cũng đã đúng rồi đấy nha ta. Rồi. Sai cái chỗ là thầy cho cái viên đá là cho các cục tiền là cứ va phải mặt đất ấy là mất luôn là không được, phải để cho nó xuống dưới nó bị mất. Như vậy là chính xác rồi đấy. Thả ra này, cứ thả ra là lần được tăng tiền lên. Đấy, thả. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta đã hoàn thành rồi đấy. Bây giờ thầy cho nhảy lên đây. Cho nhanh hơn nhé, nhảy lên này, nhảy lên này. Đấy. Nhảy lên này. Đấy. Nào, nhảy lên này, nhảy lên cao bắt được. Đấy. Nhảy lên. Nhảy lên, rồi. Ok, lại đúng rồi các bạn ạ. Nha. Ôi, thả ra đã. Được chưa? Rồi bạn nào thằng ghi lại, cứ để không chưa quên chưa ghi. Đây là bài cho đây là cái phần mềm mà đầu tiên của buổi hôm nay nhé. Hôm nay là buổi 1 nhé, nó là B1 thì B1 là bài toán là nhặt tiền nhé. Các bạn về các bạn làm kiểm tra lại bài này thật thật tốt nhé. Rồi. Và hôm nay nhé thầy sẽ mà các bạn về xem kỹ lại bài này, sau đó thầy sẽ ra cho các bạn cả lớp chúng ta là mỗi người làm một cái bài tập nữa để mà làm một cái bài mô phỏng cũng như bài này, tức là nó khó như bài này, và cả lớp chúng ta sẽ cùng làm. Và đến buổi hôm sau thì các bạn đưa lên trang để tôi kiểm tra từng bạn một nhé. Sẽ các bạn làm hôm chúng ta buổi hôm sau cuối cùng là chúng ta ra soát xem lúc mình đã làm như nào nhé. Chúng ta muốn tổng kết lại bằng một cái bài toán, một cái phần mềm trò chơi hoàn chỉnh đầy đủ như thế này, được chưa? Đó, như vậy giờ phút này là chúng ta đã hoàn thành bài này rồi đấy. Như vậy là cũng vất vả quá đúng không? Bản thân thầy cũng không ngờ nó lại phức tạp thế. Tức là ý tưởng có rồi nhưng mà trong khi làm chỉ sai đi một chút thôi là nó bị ảnh hưởng nha. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây nhé. Hôm nay là đúng một bài. Các bạn có thấy khó hiểu không nhỉ? Bài này thầy sẽ gửi lên mạng mà các bạn vào vào xem lại nhé. Đây là một cái bài rất là khó, tương đối khó. Tương đối khó. Một cái bài đầy đủ của buổi hôm nay nhé. Không ngờ lại khó thế. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Có chào thầy. À, chào các bạn, thực ghi thực dừng rồi đã. Dừng lại cho chúng ta.